lừng quá to luôn. Đá cái hàm à. Cái thứ 10 đọc là duyên đó. Đã quá trời cân bự rồi. Ồ, ngon cái này. Ồ. Chúa luôn tẹn cái bự nè, cái đó là không có mấy con là thứ rồi. Ồ, cái này bự lại gộ vậy đó, cái tẹn có nhiều, cái bự nó gộ, cái bự gộ vậy đó, cái bự mạnh 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 không à. Đó, cá gộ gì đó. Trộn cá heo ngon chưa? Lên. Quá mê luôn. Đó, quá cá luôn. Quá bự luôn. Rồi chú Cảnh lấy 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 bọc đi, bắt mấy cây dinh nè, cái khe nè. Cái đèn có gì đây? Chép. Chép hả? Có mình đâu. Phải đâu? Mở cái đó. Cái này hư rồi. Ủa nhảy vào đó rồi, không? Nhảy rồi. Đầu tội ghê cái lưng chạy lại gai đó, chạy lại đó. Rồi, hôm nay là ngày mới. Khai cũng chúc cả nhà mình một ngày luôn luôn phải mạnh ha. Tiếp tục hành trình đi với anh Bảy và anh Yên nha. Đây chuẩn bị nè, ngâm nhâm nhi đứa thuốc. Trước mặt Kha là cái dèo đó. Thì hôm nay cũng như mọi khi mình sẽ đi thăm tổng cộng 18 cái giếng ha. Wow, đóng cá luôn, wow, cả chục ký luôn. Rồi, tiếp tục đi ha cả nhà. Thì cũng như mọi ngày á, Kha hay giới thiệu đây là trên con sông Vĩnh Tế ha, thuộc thành phố Châu Đốc.
thì mình đã vào cánh đồng phường Vĩnh Quân nha. Hôm nay trời hơi ui nè, mưa nãy giờ lâm râm, hôm qua là trận mưa kinh khủng luôn nha cả nhà. Thì video Kha có đăng á, mưa và giông gió làm những cái hàng cây của lưới của anh Bảy ngã hết. Trước khi vào thăm vấn á, cả nhà cũng cho Kha và anh Bảy với anh Liên một like và một lượt đăng ký ha. Kha cũng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Trước mặt Kha là con anh không đang thả lưới cá mè dinh đó. Hiện nay là cá mè dinh đang chạy ha cả nhà. Rồi mình sẽ vào đồng ha. Rồi chuẩn bị đến cái vấn đầu tiên. Anh Điên soạn đồ kệ sẵn nha. Nghiêng qua một bên này cho nước vô. Vấn vẫn bị đổ chứ mày. Nó ok đâu. Cái gì? Chớ này bị đổ rồi. Rồi dùng băng à. Đổ rồi. Rồi nhớ nó bội bọn ác rồi. Phải là nên cuộc cái gì đâu. Thấy ngày nay anh có chạy lên rai. Ở đâu anh Bảy? Mấy cái lùng đó ngày nay anh à. Rồi xong cái vấn đầu. Rồi xong cái vấn thứ hai. Khi nào cái lú đó thì hội đồng dở lên coi. Chớp tôi thấy có một người mặc áo xanh, không biết màu này hay màu đỏ. Coi chừng ảnh. Chớp tôi thấy có một người. Anh chạy vòng 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 đây, anh coi nó kiếm anh kiếm kiếm bảy. Rồi xong. Rồi tiếp tục đến cái vấn thứ ba và thứ tư ha. Giờ hôm nay rất là đẹp luôn, có nắng nhẹ và có gió. Để trước mặt cả nhà là cái bầu vớn thứ ba và thứ tư. Một bầu thì nó có hai cái vớn ha. Rồi sắp sửa tới cái vớn thứ ba.
quá cò luôn. Nó uống mà tay giờ đâu dầm, giờ đâu dầm nó cười luôn. Cái này là cái này lúc nào cũng nhiều chứ. Bầu vớt này. Cái này không có nhiều mà cá bự nó như nó gỗ. Cá bự gỗ mạnh 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 không à, cá thiểu cũng mạnh mạnh không lên. Ủa mấy cái điện nó dính nó lúc này rồi xong ngày rồi dân thứ tư. Ôi ơi, cái gió nó ấp dưới hả? Cái người thấy nó ồn là cống dĩ ngoài này. Cái gì quá? Cái gì? Cái gì quá? Xong rồi, tiếp tục đến cái giếng thứ 5 và thứ 6. Hôm qua do mấy cái nhà anh Bảy anh mướn ông anh này sửa lại mấy cái nọc nè, nhà thấy không đó, đó đang lặn sửa mình lên mấy cái cây, không sửa lại nó sẽ sập luôn ha. Sửa là mấy cây đó, cái viền lưới đó. Con làm vàng mớp cảnh thôi. Rồi đến cái giếng thứ 5.
Còn cá nhiều lắm ha. Ừ. Cua hết thấy cua mày giữ cạnh cua đó kìa. Ừ, họ gọi luôn Vũ vậy đi cá nó. Hả? Ừ, không như đó à. Bị trong kia mình không có chặn á, trong kia lùi ra chứ nè. Đó ngộ. Đó, cá gộ gì đó. Trời, cá heo ngon chưa? Lên. Quá mê luôn. Đó, quá cá luôn. Xong. Rồi, tin kinh giới thứ 6. Lên. Sao? Rồi, tiếp tục đến cái giếng thứ 7 và thứ 8 ha. Nắng lên này hai cái nhà. Rồi, đến cái giếng thứ 7. Lên bự gỗ thứ 2 này chứ. Lên, mặt tên mặt nhìn luôn. Sớm giờ mới thấy gặp bằng cái gạch. Rồi xong. Rồi, đến giếng thứ 8. Giếng này mục tiêu có leo được. Thank you.
ghê. Có hai con cá. Đó, quậy nữa rồi đó. Đó, trời ơi ghê. Đó. Sao mà giờ không gặp mặt á. Lên. Rồi, xong. Rồi, tiếp tục đến cái giếng thứ 9 năm thứ 10 ha. Trước mặt cái nhà thấy đó, đó là anh Cảnh đó. Anh đang sửa hôm qua mấy cái cây mà cái dàn lưới viền cái linh đó cả nhà. Bây giờ anh sửa là ngay hết rồi đó. Hôm qua là ngã liệt địa hết trơn luôn. Rồi, mình sẽ đến cái giếng thứ 9 thứ 10 ha. Hôm nay nắng chói chang luôn. Rồi gần tới rồi ha. Đây là cảnh nè. Đó. Rồi, đến cái giếng thứ 9 và thứ 10. Vậy trong hoài của cô nó bầu vậy, trong cái hồ thưa đó giờ hết trái cây à. Thẳng đó quỳ. Ừ, hết trơn rồi. Mình lũ vô đó hết trái cây rồi đó. Dài lắm, dài cho nó đâu có. Nó mất tiêu cây, cái nhỏ cây thì nhả cho cái gì không? Cái cây không vậy. Ủa anh hai mày đó, mày trong cái giếng thưa đó, hồ thưa đó. Nhả vô nhỏ cây trời. Ôm vậy hả? Ừ. Cây bữa nãy đẹp trai nè, hôm qua siêu quẹo chứ. Thì là đang đây cái vớt của bọn Thanh nó dọc luôn. Được con. Chắc tử. Rồi xong. Rồi. Đến kiếm thứ 10. Qua từ giờ chạy ra là nó sập chân cũng.
Thì Vinh. Cái thứ 10 gặp thì Vinh đó. Đã, quá trời cái lưng bự rồi. Ừ, ngon cái lưng này. Rồi. Sáu mươi cái là bật dính. Rồi đi đến cái giếng thứ 11, thứ 12 nha. Dở cái thứ 11. Lên. Ồ, cá lên quá trời bự luôn rồi. Có. Rồi, xong. Rồi, giống 12. Giống như được hai con gì. Rồi xong. Rồi đến cái giếng thứ 13 và thứ 14 ha. Hôm qua mấy cây này cả nhà. Video trước tôi có chia sẻ đó, hôm qua đó mấy cây này là dông nó ngã hết trơn luôn. Anh Bảy anh mới kêu anh Cảnh là sửa lại. Anh Cảnh là sau lưng đó. Đó, anh sửa lại mấy cây này hết. Một dãy luôn cả nhà. Nguyên dễ dài luôn. Hết ngã rồi thấy không? Đã qua chị Bảy nói tao nói rồi. Chị Bảy cũng cười khát khát chứ. Cái lưng chạy lại gai đó, chạy lại đó. Lên cá chặt xong rồi. Anh Điên cuộc sống này qua cái giếng thứ 14 luôn ha. 14 mình nằm kế bên luôn đó. Anh Cảnh đang sửa và đều lua lục bình.
có ông ơi. Cái gì anh Bảy với anh Cảnh làm cái vàng luôn hả anh Bảy? Ngay hết rồi nè. Lên rồi xong rồi, tiếp tục đến ghi ấn thứ 15-16 ha, mình còn 4 ghi ấn nữa là kết thúc ngày thôi hôm nay cả nhà. Thì video đầu á, ta xin nhắc lại á, ta có chia sẻ cả nhà mấy cây nè, cả nhà thấy không, thay phóng to đó mấy cây nè, hôm qua là dông là ngã liệt địa hết, để anh Bảy nên nhờ anh Cảnh tiếp cắm mấy cây lại, mấy cây là cắm để viền lưới á, có linh lằn theo mới vào mấy cái giớn cả nhà, nếu mình không làm lại á, là nó sẽ sập luôn, là cá không có đường nào vào giớn được hết trơn á, bắt buộc phải làm lại. Dông hôm qua là rất là lớn luôn đó cả nhà, thấy trước đó là anh Cảnh đó. Rồi, tới cái giếng thứ 15-16. Đó, anh này là anh Bảy, anh nhờ anh Cảnh sửa tiếp mấy cái cây nè. Thank you.
Ủa, tôm bự quá, bự luôn rồi. Con tôm. Xong. Rồi, kế bên là cái giếng thứ 16. Lâu dữ lắm rồi mới thấy cảnh ghé đây kìa. Không vô. Tôi cắt về là gai. Cắt chặn là gai. Cắt là có tôi già. Đây đó, áo lục chặn lắm. Ở lo đi. Đi lộn quá nhẹ lại dính à. Có chuyện à. Ở không được ra đấy chơi được. Cá này hôm qua cũng vậy nè. Về con. Rồi xong. Rồi mình sẽ đến hai cái giếng cuối ha. Cái thứ 17 và cái thứ 18. Hai cái này xong là mình sẽ vào giữa đổ cá ra ha cả nhà. Thì hôm nay cũng giống như hôm qua là cá linh mình giao cho khách phóng sanh ha. Mình lựa cá ngon ra, mình lựa như là lựa cá heo và cá lăng á để là mình nuôi. Còn cá linh thì mình sẽ phóng sanh và cá chép. Tới cái giếng thứ 17. Bên đó là cái giếng thứ 18. Không thấy cá leo luôn á ta. Sớm giờ có một cái đứa chạy ra Vinh nè. Rồi xong. Rồi đến cái giếng thứ 18. Giếng cuối. Nước nó chảy nè. Chờ hai anh em sáng làm cái đường này. Thank you.
Vậy rồi xong cái giếng cuối rồi, ba anh em về giữa ha, đang chạy ra qua sông Vĩnh Tế đây, phải đang chạy, còn sư huynh thì đang nhâm nhi đứa thuốc. Rồi, đang trên sông Vĩnh Tế hay cả nhà? Cái ghe đậu quá. Đậu hết cũng kinh luôn. Đây là những đống trà nè. Trước mặt đó là nhà của anh Bảy ha. Rồi gần về tới giữa rồi ha. Về mình sẽ đổ cái ra mình lựa, mình giao cho khách phóng sanh hay cả nhà. Thôi Kha cũng xin tạm dừng video hay cả nhà. Kha cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của Kha. Cô chú bác anh chị cũng nhớ ủng hộ kênh Kha và đăng ký ha. Kha cảm ơn cả nhà rất nhiều. Kha xin chào tạm biệt cả nhà. Đồ quá bự luôn. Bảy đang đóng mấy cái miếng đó bơm ghê ha, rồi lựa cá lên. Trời ơi, cá mì nó bự nè. Quá to cá mì luôn rồi. Kéo cái chặt kìa. Cái chặt chỉ là mà chúa luôn cái tẹn. Cái chặt mự nè. Cái đó là không có mấy con là quý rồi. À, đứng đứng đâu không phải? Đây, đứng đây. Đứng đây đứng chỗ bỏ rồi đó, nhỏ bỏ rồi đó. Những ăn muốn dọn đậu mau. Sao? Đây. Cái Linh nó biết chỗ nhảy quá à, khép lại chút.
Trời ơi, đủ nó cỡ mà cả nhậu, cả mấy đứa làm biến nhậu lắm. Chơi nhậu tựa chủ cả, nhậu biết đứa ai nhậu. Bình. Cái này đại ông dẫn nổi, thăm luôn. Tao điện có được đâu. Chim nói gì mình điện được hả? Chim chả nó xài chim miên nhiều. Tính nên chùa nhậu nó nữa đó. Kha. Con bự hết biết luôn. Cái heo chưa đâu, cái heo còn dưới đáy á. Còn mấy con à. Cái đổ thì dành từng cái lú lần. Mời giao trong cái nước rồi. Quá trời, cái linh to rồi. Chuyện mời giao trong cái nước rồi. Quá trời, bự. Cái linh này ăn nhá mẹ. Cái linh này nướng được rồi nè. Dạ. Nướng rồi. Đúng. Mình là đừng có ăn. Cái heo, nó bên anh à. Linh quá to rồi. Cái lăng gì vậy? Cái lăng. Ôi trời ơi, nó đặt mình thấy ham luôn. Tương mọi ơi. Tương. Ăn 45 à. Ngủ bây giờ mày ngủ đâu được hả? Bây giờ mày ngủ đâu? Tôi ngủ ở ngoài, vợ ngủ đi phòng. Đang quay phim đó. Về cắt nữa. Xanh luôn. Kéo thôi cho được 50 tí rồi thả được. Vậy gì được. Có bữa 21 có thả được. 21 hả? Wow. Từ dối rồi. Bảy có tá nhỏ à.
cái nhỏ này đâu. Thả gì không đó. Ai thả đi. Cũng có thể gì các bạn đi bán đi, có nhỏ mà đó thả luôn. Rồi chín. Chín là 12 với 21 và 21. Rồi, thả tiếp tục. Cá này nó chạy lên đây lại đó mày. Ừ. Chạy thác nước 25 nè. Cá này là bỏ đổ gì đó. Nó nào có đổ. Nó nào có đổ đó. Nó bỏ đi mới đi. Bỏ đi bỏ đổ hết. Cá đi chiều nữa. Nước của ta thấy dịch nhiều á, chớn đưa lên cao hết trơn rồi đó.